Đập vỡ cây đàn giận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi. Giận người điên đảo quên lời. Các bạn đều biết rằng một dàn máy karaoke tiêu chuẩn thì bao giờ cũng có một cặp loa, một chiếc đẩy, một chiếc vang và một bộ mic, có thể là mic không dây hoặc có thể là mic có dây. Nhưng các bạn đang nhìn thấy trước mắt là một dàn máy karaoke nhưng chúng ta lại không thấy mic ở đâu cả. Vậy cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối gáp các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa các thiết bị audio hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, ở chương trình này mục đích của tôi là tiếp thị đến các bạn một dàn máy karaoke với hình thức cực kỳ nhỏ gọn, linh hoạt. Các bạn có thể sử dụng ở những không gian phòng khách gia đình hay là ở những không gian của chung cư. Và các bạn nhìn thấy đây là một cặp loa Bose 301 Serie 3 màu đen có giá 12.500.000 đồng. Loa Bose thì bao giờ cũng thấy âm thanh của nó đã được khẳng định rồi. Giá thành thì các bạn thấy rất là mềm so với trước đây rồi. Và ở phía dưới là một cái đôi chân thì nó là chân của cặp Bose 464. Đây là dòng loa Bose nghe nhạc hay nhất, không dây dưa gì đến karaoke cả. Đây là những dòng loa nghe nhạc hay bậc nhất của Bose, đó là Bose 464. Gồm có đôi loa và cái chân đế của nó tôi đang mượn để kê cặp Bose 301 Serie 3. Cặp 464 này thì có giá 36 triệu đồng. Còn đối với cặp 301 Serie 3 màu đen thì có giá 12.500.000 đồng. Đấy, các bạn nhìn thấy cái tình trạng của nó có lẽ cũng không cần phải giải bày gì nữa cả. Đấy, hữu xạ tự nhiên hương. Nó tự nhiên, các bạn thấy cái hàng bãi mà cái tình trạng như thế này rất là ít. Ở đây thì các bạn nhìn thấy này, tôi sử dụng một con đẩy, đó là đẩy bãi Crown XLS402. Con đẩy này nó sử dụng sò sắt. Hôm trước thì có mấy bạn ấy hỏi tôi là liệu những con đẩy Crown 402 này có đánh được cặp loa BMB 450 hay 850, có đánh được cặp loa Full Bass 30 không? Xin thưa các bạn, đối với những con đẩy XLS, nhớ cho tôi là dòng XLS nhé, và dòng LPS là những dòng sử dụng sò sắt đại và sử dụng sò sắt 2 vít. Công suất của một con sò nó gấp đôi những con sò than ở cùng phân khúc. Thông thường là như vậy. Và các bạn thấy là thường sò sắt đánh bao giờ bát nó cũng lực, nó ấm hơn. Ai chơi karaoke hay là ai chơi dòng đẩy để ý rồi so sánh sò sa than với lại sò sắt thì bao giờ sò than nó cũng cho tiếng bát rất là ấm và nó uy lực hơn rất là nhiều. Nó quánh bát nó nổi bật lên luôn. Thì đây là con đẩy Crown XLS402, cáu cạnh không tì vết, tôi đã có video tháo lòng rồi đấy. Và con đẩy này giá của nó là 5 triệu 500 ngàn đồng, giá trên không mà cả không trả giá, không gồm cái vận chuyển. Con đẩy bãi Mỹ mức giá 5 triệu 500 ngàn đồng này các bạn thấy ạ. Tình trạng mới của những con này các bạn có thể truy cập vào website, nó khoảng 32 triệu đồng. Có thời điểm hãng niêm yết 32 triệu đồng đấy. Và hàng bãi hôm nay với tình trạng cáu cạnh như thế này giá của nó là 5 triệu 500 ngàn đồng. Ở phía trên các bạn nhìn thấy một con vang, đó là vang cơ, gọi là siêu vang cơ hay nhất trên thị trường hiện nay. Đó là vang cơ CAVSK3000. Con này có 5 chế độ chống hú, chống rít giống như vang số. Và các bạn có thể hoàn toàn chỉnh độc lập eco dì vật. Con vang này có giá chỉ 2 triệu 500 ngàn đồng thôi. Và đây, vấn đề mà tôi vừa nói các bạn ở đây. Đây chính là một cái bộ mic. Bộ mic này các bạn thấy là một cái hộp rất là gọn. Các bạn có thể xách tay đem đi chơi. Và các bạn thấy biến mất của cái đầu thu. Thông thường thì một bộ mic không dây sẽ có một cái đầu thu như thế này. Và hai tay mic. Nhưng ở đây các bạn nhìn thấy đây. Đây. Đây là một bộ mic không dây mà DB đem về thị trường Việt Nam chúng ta, đó là mẫu M2, gồm có một đôi tay mic, tức là hai mic đấy. Đấy, và kèm theo là một cái đầu thu thì đầu thu của nó đã được tối giản hóa xuống như thế này. Đấy, cực kỳ linh hoạt và các bạn thấy đây. Ở đây các bạn có thể chỉnh băng tần, khi cắm vào thì nó sẽ hiển thị lên đây và các bạn có thể chỉnh những cái băng tần ở đây, tắt bật hai cái dâu để tiếp sóng với lại đầu thu, tức là nó là cái chức năng thu của đầu thu với lại tay mic. Và các bạn thấy là nó nhỏ gọn như thế này và đặc biệt là cái jack 3.5 này các bạn có thể linh hoạt điều chỉnh cho nó đứng lên lạnh được, trước sau cũng được, gấp lại cũng được. Đấy. Và các bạn có thể để nó duỗi ra thế này cũng được. Rất là linh hoạt. Và các bạn thấy là đối với những cái người mà đang có những cái loa kéo mà nó bị chết mất cái mic ấy, thì thường thường sửa cái mic đó rất là khó và nó ảnh hưởng đến chất lượng. Cho nên các bạn mua ngay một cái bộ mic như thế này, cắm luôn vào cái lỗ mic ở sau lưng của cái loa kéo ấy, và các bạn không cần phải sử dụng đến cái mic tích hợp nữa. Và cái mic này đương nhiên chất lượng âm của thanh của nó tốt hơn rất là nhiều, nó là hàng của DB. Và đối với những người mà hay di chuyển, hay du lịch,
hay những người, đặc biệt là những bạn hay đi hát làm sự kiện ấy, ví dụ người hay đi làm ca sĩ cho các sự kiện ấy, thì hãy mua cho mình một cái bộ mic nó gọn như thế này và đi đâu thế mình không cần hát cái mic của nhà ban tổ chức nữa, bởi vì là nhiều khi cái mic của ban tổ chức chưa chắc đã cho âm thanh tốt, và mình lựa chọn cái mẫu mic này tiếng nó ấm, nó dày, nó mượt mà nó tròn vành rõ tiếng, thì mình đi đâu mình có thể cầm theo. Còn đối với trong gia đình thì đương nhiên rồi, chúng ta chỉ cần cắm vào vang thôi. Trên dàn máy karaoke gia đình thì bao giờ thế, các bạn thấy vang bao giờ có cái lỗ mic đây này, đấy cái lỗ mic, mic 1, mic 2 thấy chưa, các bạn cắm vào là xong thôi. Đấy, rất là đơn giản, không có gì phải, không cần phải nguồn những cái cả, nó cấp nguồn luôn vào đây rồi. Thích thì để dựng lên này, thích giấu đi thì che nó đi thế này, thế là xong. Các bạn ngồi đằng trước nhìn lại và các bạn sẽ chẳng thấy mic đâu nữa cả. Và đương nhiên rồi, lúc này các bạn vẫn cứ chỉnh mic bình thường thôi, vì nó ăn vào mic, nó giống như bản chất của nó thì giống, nó vẫn cũng như là cái mic không dây khác thôi, hay như là cái mic có dây cắm ở cái lỗ mic, và các bạn vẫn chỉnh bình thường, to nhỏ bình thường thôi. Ở trong này, đây là sách sự hướng dẫn sử dụng này, một đầu thu và như nhỏ gọn như vậy đấy, và hai tay mic rất là đẹp, hàng của DB thì các bạn biết rồi, uy tín chất lượng lắm đấy. Và cái bộ mic này này giá 2 triệu đồng đấy, nó quá ngon bổ rẻ, chỉ 2 triệu đồng thôi. Một cái bộ mic linh hoạt, đút túi, cầm tay, đi sang nhà hàng xóm hát, giao lưu với ông hàng xóm. Không thích hát mic của ông ấy thì mình hát mic của mình. Nếu như mic của hàng xóm chưa chuẩn, mình cầm mic mình sang cũng không phải lăn tăn về dây dợ gì cả. Cắm một cái là ăn ngay, và về một cái là giao lưu xong, cắm rút, đóng vào hộp, cầm về là xong phim. Đấy, các bạn thấy rất là nhỏ gọn nhá. Và bây giờ thì tôi sẽ test âm để các bạn xem là cái tiếng mic này nó hay như thế nào. Đập vỡ cây đàn giận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi. Giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, buồn ơi, làm sao để nguôi. Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen. Giận đời chớ như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo học đàn. Sau một năm tôi trở về quê hương, nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen. Giận đời chớ như bàn tay.